Chào mừng các em đến với khóa học tiếng Anh lớp 10, bộ sách Global Success trên trang web OLM.VN. Unit 5. Inventions. Chúng ta tiếp tục bài 5 với phần ngữ pháp. Trong bài ngày hôm nay, chúng mình sẽ ôn lại thì hiện tại hoàn thành, danh động từ verb ing và động từ nguyên thể có to. Chúng mình cùng đến với phần 1, thì hiện tại hoàn thành, the present perfect. Các em đã được học thì hiện tại hoàn thành trong các lớp dưới rồi. Cô có 4 câu ví dụ sử dụng thì hiện tại hoàn thành như sau. I have lived here for 10 years. I've lost my keys. Now I can't open the door. He has just finished working. We have never been to Paris. Dựa vào 4 ví dụ này, các em hãy nêu cho cô 4 cách dùng của thì hiện tại hoàn thành. Các em đã rất nhớ bài. Đầu tiên, thì hiện tại hoàn thành được sử dụng để diễn tả những sự việc bắt đầu trong quá khứ nhưng còn kéo dài cho đến hiện tại. Ví dụ trong câu này, tôi đã sống ở đây trong 10 năm. Vậy thì sự việc sống ở đây sẽ bắt đầu ở quá khứ là từ 10 năm trước và đến bây giờ thì sự việc này vẫn còn diễn ra. Thứ hai, thì hiện tại hoàn thành diễn tả sự việc ở trong quá khứ nhưng có kết quả ở hiện tại. Ví dụ, tôi đã đánh mất chìa khóa rồi, bây giờ tôi không thể mở cửa. Vậy thì rõ ràng việc tôi đánh mất chìa khóa là sự việc trong quá khứ, nhưng kết quả ở hiện tại rất quan trọng, đó là tôi không thể mở cửa. Bởi vậy, người nói đã sử dụng thì hiện tại hoàn thành. Thứ ba, thì hiện tại hoàn thành diễn tả những sự việc vừa mới kết thúc. Như trong câu này, anh ấy vừa mới làm việc xong. Và cuối cùng, thì hiện tại hoàn thành còn được sử dụng để diễn tả những trải nghiệm, kinh nghiệm. Ví dụ, chúng tôi chưa bao giờ đến Paris. Câu này diễn tả trải nghiệm. Để biết được câu sử dụng thì hiện tại hoàn thành, chúng ta có các từ ngữ dấu hiệu như là never, ever, already, yet, just, recently, lately, since và for. Sự khác biệt giữa since và for là gì các em nhỉ? Đúng là như thế, chúng ta sử dụng since cộng với mốc thời gian. Ví dụ, chúng ta có since 1998 hay since December. Chúng mình dùng for với khoảng thời gian như for 2 weeks, for 5 hours, vân vân. Ngoài ra, chúng ta còn sử dụng thì hiện tại hoàn thành trong mệnh đề sau cấu trúc This is the first, the second time. Tiếp đến là cấu trúc của thì hiện tại hoàn thành. Trong câu khẳng định, chúng ta ghi nhớ sử dụng have hoặc has cộng với động từ phân từ 2. Trong câu phủ định, chúng mình chỉ cần thêm not phía sau have và has. Chúng ta có dạng viết tắt have not là haven't và has not là hasn't. Trong câu hỏi, chúng ta sẽ cần đảo have hoặc has lên trước chủ ngữ và động từ phân từ 2. Thì hiện tại hoàn thành thường bị nhầm lẫn với thì quá khứ đơn. Để phân biệt hai thì này, các em hãy hoàn thành bài tập sau đây. Các em đã có câu trả lời đúng chứ? Câu số 1, chúng ta thấy có dấu hiệu recently. Đây là một sự việc vừa mới kết thúc mà thôi. Vậy chúng ta sử dụng thì hiện tại hoàn thành. Các nhà khoa học vừa mới phát hiện một chủng loại khỉ mới. Câu số 2, chúng ta thấy có dấu hiệu for cộng với một khoảng thời gian 15 years. Vậy câu này diễn tả một sự việc bắt đầu trong quá khứ và còn kéo dài cho đến hiện tại. Chúng ta sử dụng thì hiện tại hoàn thành. Câu số 3, bố của cô ấy rất giận dữ bởi vì cô ấy đã đánh mất điện thoại. Chúng ta thấy ở đây câu diễn tả một sự việc trong quá khứ nhưng kết quả ở hiện tại rất là quan trọng. Bởi vậy chúng ta sẽ sử dụng thì hiện tại hoàn thành. Câu số 4 có since. Đây là câu sử dụng kết hợp thì hiện tại hoàn thành và quá khứ đơn. Chúng ta sử dụng thì hiện tại hoàn thành trong mệnh đề chính. Và mệnh đề since chúng ta sử dụng thì quá khứ đơn. Cuộc sống của cô ấy đã thay đổi rất nhiều kể từ khi cô ấy trúng xổ số. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với phần 2, danh động từ gerunds và động từ nguyên thể có to infinitives. Chúng mình sẽ cùng phân biệt cách sử dụng của danh động từ verb ing và động từ nguyên thể có to, cô viết tắt là to verb. Cả verb ing và to verb đều có thể đóng vai trò làm chủ ngữ của câu. Các em cùng quan sát các ví dụ. Cooking is fun. Nấu ăn rất là vui. Danh động từ cooking đóng vai trò làm chủ ngữ trong câu. To learn English is fun. Học tiếng Anh cũng rất vui. Động từ nguyên thể có to learn đóng vai trò làm chủ ngữ trong câu. Verb ing được sử dụng sau các động từ như là avoid, enjoy, finish. Còn to verb được sử dụng sau các động từ như decide, allow, want, vân vân. Và cuối cùng, to verb được sử dụng sau các tính từ để thể hiện quan điểm. Ví dụ, it's fun to learn about flowers. Học về những loài hoa rất thú vị. Chúng ta sử dụng to verb phía sau tính từ fun để thể hiện quan điểm của người nói. Sau đây, các em cùng ôn lại một số động từ theo sau bởi verb ing và theo sau bởi to verb. Các em hãy xếp các động từ này vào hai nhóm cho phù hợp. Rất chính xác. Như vậy, chúng ta có các động từ admit, deny, suggest, give up, mention, practice, theo sau bởi verb ing. Các động từ như manage, agree, advise, promise, offer, afford, theo sau bởi to verb. Các em chú ý có một số động từ có thể theo sau bởi cả verb ing và to verb mà ý nghĩa không thay đổi hoặc là thay đổi rất ít. Các động từ đó là like, love, hate, begin, start, continue. Cuối cùng, chúng mình cùng ôn lại phần ngữ pháp này với bài tập sau đây. Các em chú ý sẽ có trường hợp mà chúng ta có thể sử dụng cả verb ing và to verb. Chúng mình cùng nhìn lại đáp án nhé. Câu số 1, phía sau động từ enjoy, chúng ta cần sử dụng verb ing. Vậy đáp án của chúng mình là playing. Câu số 2, decide cộng to verb. Vậy đáp án ở câu số 2 là to apply. Câu số 3 chúng ta cần chủ ngữ và cả verb ing và to verb đều có thể đóng vai trò làm chủ ngữ trong câu. Vậy câu số 3 các em có thể điền là learning hoặc to learn đều đúng. Câu số 4 chúng ta sử dụng to verb phía sau tính từ convenient để thể hiện quan điểm. Mua hàng online thì rất là tiện lợi. Câu số 5, phía sau avoid, chúng ta sử dụng verb ing. Như vậy trong bài học ngày hôm nay, chúng ta đã ôn lại cách dùng, cấu trúc và dấu hiệu của thì hiện tại hoàn thành present perfect, cũng như cách sử dụng verb ing và to verb phía sau các động từ và các cấu trúc cụ thể. Các em hãy truy cập olm.vn để củng cố kiến thức với các bài luyện tập nhé! Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Chào các em và hẹn gặp lại các em trong những bài học tiếp theo.